Chào các bạn, thì hôm nay mình đang có mặt tại Đức Trọng thì tranh thủ ra vườn cà phê Robusta để quay giới thiệu với các bạn cái cà phê Robusta nó đang vào cái mùa sắp được thu hoạch rồi, trái cũng đang rất là lớn rồi các bạn này. Đó. Thì mình ở trên Đà Lạt mình xuống mình thăm vườn cà phê xem là chín chưa. Thì cũng có được vài sào cà phê dưới này thỉnh thoảng xuống thăm. Mình uống thì mình uống Arabica, tuy nhiên thì mình cũng có trồng ít Robusta này đó, quay cho các bạn xem này. Đó, cà phê này. Ý thú chưa? Kiểu này xíu nó phải mang bình cà phê ra vườn cà phê này để mà pha để uống này. Đây. Này, sai quả chưa các bạn? Thì đợt vừa rồi mình tỉa cành cũng không có chăm chút nhiều nên là cành nó cũng hơi rù rịt. Vườn cà phê của mình ấy, gốc cũng rất là lớn này. Cỏ rác này. Sau này hái xong sẽ tỉa cành rồi cào bồn làm cỏ sau. Tốt chưa các bạn? Đấy. Đã chưa? Đã chưa? Đói, cà phê đó. Vào đây xem nhá. Vườn cà phê xanh ngát. Đó. Cái cà phê này nó rất là sung và nó năng suất. Chứ nó không như cái cà phê Arabica. Đây có trái chín này các bạn này. Đó, nó đốm chín này này. Này mà thích cả hái những cái trái chín này về làm này. Phê ngon lắm. Đấy, vườn cà phê đấy, mênh mông mát ngát này. Xa xa. Này thì nó nằm ở Đức Trọng nha. Nó gần sân bay Liên Khương. Đây, có cả hoa cỏ nữa. Bên kia thì trồng dâu nuôi tằm, trồng lẫn vào đó ít dâu. Nhưng cái gốc cà phê này nó cũng hơn chục năm rồi, nó cũng già rồi. Ấy, vườn cà phê cỏ ngập nối luôn, cỏ cao lắm. Đấy, các bạn nhìn đã chưa, đang sắp chín rồi này, có trái chín rồi này. Tốt ôm tốt mù. Đây, các bạn mà mua cà phê sạch ấy, đấy, mình sẽ làm cà phê sạch mà hái chín này. Các bạn, cà phê này ngon lắm.